Okay, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với cùng chơi Shin Megami Tensei. Lần trước là mình có đánh cái DLC boss ấy, nên là cái gì nhỉ? Nên là cái đoạn này mình sẽ đổi một chút, là mình sẽ thử nên là ở lần trước là mình tưởng là mình phải fusion Artemis, nhưng trên thực tế là nó cho mình sẵn luôn ấy. Nên là đây là cái một trong những cái thần hoặc là demon của cái bản DLC ấy. Nên là cái Artemis này là có ba cái chiêu thức đánh vật lý là unique của Artemis này. Nên là cái hình như cái nhân vật này cũng là nhân vật mới ở cái phần Shin Megami Tensei. Đó là nên là nó sẽ có 15 cái physical attack này, nhưng mà đánh random này. Nên là cái chỉ số cũng tương đối là kinh. Đánh khả năng đánh fusion này là húc đầu này. Sau đó đá cước này. Mà cái đá cước này rất là mạnh nhá, là đá một cái physical attack nhưng mà nó giảm cái defense của nó lên 2 lần nhá. Nên là chỉ cần đá một cước thôi là giảm, nên là cái nhân vật Artemis này rất là mạnh luôn về debuff quân địch ấy. Còn tấn công thì mình không biết, nhưng bởi cái chỉ số trang với magic của Artemis này rất là khỏe. Nên chúng ta sẽ xem về lore ấy rồi. Nên là mình sẽ không đi sâu về này lắm. Nhưng mà về cơ bản là có cái Mabufula và là Ziondai này, nên là cái nhân vật Artemis rất là mạnh. Chỉ yếu duy nhất là về lửa ấy. Nên là chắc mình nghĩ trong cái list này là Artemis là mạnh nhất trong cái đống ấy này. Cũng có thể là mạnh hơn Eligo một tí ấy. Nhưng mà bù lại là cái affiliation của Artemis là rất là mạnh luôn. Nó kháng được rất nhiều thứ ấy. Nên là cái thằng nhân vật chính mình có thể mình cho học cái con này cũng được ấy. Nhưng mà mình vẫn có luôn cái essence của Artemis rồi. Nên là cái điểm yếu duy nhất của Artemis là yếu với lửa ấy. Cũng, nhưng mà ba cái điểm yếu khác là nó khiên ấy, nó kháng lại ấy. Nên là hình như là không có essence rồi. Hoặc là chúng ta phải luyện lên luyện em này, em lên level ấy. Nhưng mà ok, mình sẽ đi mình đánh thử mấy con nó là cái quest gì nhỉ? Nên là mình sẽ thử đánh mấy cái quest mà bốn cái con to to ở mấy cái phương hướng ấy này. Nó sẽ là cái quest gì nhỉ? Nên là mình không biết là bây giờ mình đánh được chưa, nhưng khả năng mình đánh được rồi ấy. Đây này, dòng thần này, quy long cái bốn con này. Bốn thần ở bốn bốn góc ở Minato. Nên mình không hiểu sao cái bọn này bây giờ vẫn thích đánh mình nhỉ? Bọn này level mười mấy luôn ấy. Hay là hai mấy nhỉ? Nên là mình không hiểu sao bọn này bây giờ bọn này còn đánh mình. Bro. Đi phiêu đánh ba còn mẹ. Khó chịu nhỉ? Nhưng mà có khi mình thổi một phát băng chết con mẹ ấy cả lũ rồi. Kiểu annoying vãi trưởng luôn. Hai. Bảy. Ôi con này không chết á. Bro. Thế là bây giờ mình cũng muốn cái thằng nhân vật chính mình đánh vật lý nó khỏe. Cái dở là chúng ta. Nên là bởi vì bên chúng ta cũng có mấy cái chỗ đánh vật lý khỏe phết. Hình như trên này nó có một cái con nó đứng ở trên cầu ra. Để mình xem. Nên là cái đoạn này mình sẽ chia ra đâu? Ở dưới ngay cầu này. Con rùa đuôi rồng này. Có khi con này bây giờ level thấp rồi ra. Mình scan ra. Ok, bây giờ mình thở vào đây cái mình chứ. Hình như là mình nhìn thấy con này ở trong cái list này, thằng Nua hay gì. À nó Swan Wu chứ, level 23 này. Con này đánh băng à? Yếu với lửa à? Vitality con này 39 á. Ủa, con này trâu quá nhỉ. Thế thì là để mình hạ con này xuống. Hạ độc. Con này bị hạ độc. Defend down này. Tại sao lại yếu như vậy? Nhưng mà con này là cái vitality nó cao ấy. Nên là mình không biết được. Nhưng mà chúng ta cứ phang lửa đi. Đúng là mình nên kích hoạt cái Magasuhi nhỉ? Boost cho tin. Mình nên đổi con Black U ra. Cho cái Artemis vào ấy. Bufula X5 à.
Mẹ mày đánh những người. Con này bây giờ nó out level quá rồi. Cái con này né kinh phết nhỉ. Ui rồi mẹ em. Cỡ mồm luôn. Giờ mình sẽ đổi con Artemis vào đi. Để cho em này em xuất chuồng rồi mà. Mình đổi Jack Frost ra từ. Rồi mình cho đầu độc tiếp đi. Ui dồi. Con này level thấp quá. Swan Wu à. Con này Swan Wu Essence này. Nên đây là 4 con ở trong một cái quét này. Cái quét của rồng vàng ấy. Mình xem chỗ nào nhé. Thế là ở chỗ đoạn này xong rồi nhưng mà hình như cái chỗ này là cái có cái dao trong tên này là. Mình sẽ đi lại. I'm coming babe. Nên là có khi mình đánh cái con này ở chap trước là nó ở đâu từ giờ cái chap đầu tiên ấy. Có khi có đánh được luôn ấy. Đánh tầm này mình đúng là mình out level quá. À đâu, kiểu là nó out level mình quá. Mẹ sao mình không hiểu sao cái bọn này bây giờ nó vẫn phang mình nhỉ? Là đúng ra nó phải chạy đấy chứ. Mẹ phiền vãi lành luôn. Bro. Chết con mẹ. Cho một cước. Nên là mình sẽ luyện cái Artemis này. Nên là cũng có thể là về sau nó sẽ nhả cho mình cái Essence của nó ấy. Nên là nếu các bạn là muốn có được Essence của con nào là chúng ta cứ mang nó theo trong team ấy. Hoặc là không phải trong là cũng không cần party đó. Nhưng mà chỉ cần là ở trong team ấy. Thì là khi nào nó lên level thì khả năng là nó sẽ drop cho mình cái essence hoặc là quà của nó ấy. Nên là mình sẽ bay ra cái chỗ này. Là như Tokyo Tower đấy. Phải gần đây không? Gần đây không có thơ. Ở gần đây có một con này thì mình ra xem gần đây. Gần đây như là cái con nên là chúng ta phải chạy ra đấy một chút. Frame rate nhìn mượt, chơi mượt sướng. Phải đi đúng đường nhỉ. Ok, mình sẽ chạy ra đấy một chút. Hình như đây con Phượng Hoàng ấy. Phong Hoang à? Phong Hoang ấy. Nếu mà Phượng Hoàng thì đúng là mình tẩn từ, đúng là mình phải tẩn nó từ lâu rồi. Con Phượng Hoàng nó ở dưới trướng mình từ cái ách là cái đầu tiên của ách 2 rồi. Mẹ, mình không hiểu sao mấy con chó này nó vẫn bây giờ vẫn đánh mình nhỉ? Phiền vãi lành luôn. Thế là chứ. Bro. Làm chết con bà mày. Ở trên. Xem cái animation của con này này. À, cái này là không phải đánh mà là bắn. Nhưng mà 15 cái damage nhưng mà damage rất là yếu luôn. Nên là nếu mà chúng ta tập trung chỉ một con thôi thì cái damage của nó rất là to luôn đấy. Nên là sẽ nếu mà như trường hợp lúc nãy là nó sẽ rơi tầm 700 dam à. Dam physical ấy. Nên là cũng tương đối là ấn tượng. Nên là nó gọi là random number nhưng mà nếu mà chỉ một con là nó sẽ là 15. Nên là nếu mà con này nó trang bị thêm critical nữa chắc mình nghĩ là mỗi cái đòn đánh của nó có khả năng đánh crit ấy, cao ấy thì lại càng khủng khiếp nữa. Con Phượng Hoàng này thôi. Tầm này thì Phượng Hoàng mẹ mày làm được cái trò trống đi. Trên này nó có cái hit năng lượng này. Yeah.
Nên mình hit cho team mình. Cho con Artemis này. Đủ rồi, 65.000 à. Mình học được Mabufu này, ngon quá. Nên là Artemis này là cũng có thể, đây là thằng này nó sẽ cho mình quà ra. Đó. Nó cái chiêu hồi sinh à? À, có nghĩa là về sau là nó có hết kỹ năng này nó sẽ học thêm một số kỹ năng là random ấy. Kiểu như con này nó học cái Concentrate này. Nên này, là nó học được Mazio này. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta không cần phép này, bây giờ quá yếu. Life Play Mora thì nó sẽ học được random cái phép này. Con này học được random là Heavy Blow này. Con này thì không random, con này vẫn chưa học được hết phép của nó. Con này học được phép ánh sáng ấy. Mình đang xem là mình bỏ cái gì hết. Ánh sáng yếu à? Là cái chiêu này cũng không mạnh lắm đấy. Mà con này nó đánh ánh sáng mạnh hơn à. Nên là mình không biết có khi mình thay cái này rồi. Học được chiêu technique mới á, Randura này. Hạ defense này. Matadunra này. Ok mình nên là mình vẫn thích giảm cái đam kiểu cái giáp của nó xuống ấy. Và Mundo này. Marazion này. Chắc mình sẽ bỏ cái hit away. Bây giờ con này thiên về đánh phép. Lên nhiều thế mẹ, bây giờ bố mẹ phải ngồi bố mẹ ấy. Mình sẽ bỏ cái hút máu này. Mẹ thầy cũng nhiều, Fang Breaker này. Bỏ mẹ này đi. Rồi cho mình Lifestone này. Cái phải Phượng Hoàng nhỉ. Phượng Hoàng thật đấy ta. Như Phượng Hoàng thật. À đó. Con này là Phoenix hay sao nhỉ? À, con này không phải là Phượng Hoàng, con này là Avian. Level 43 á. Du que này. Con này yếu với cả băng à. Đây, con này chiêu lửa mạnh quá nhỉ. Đúng cái điểm yếu rồi, con Artemis này. Bây giờ mình sẽ đạp cho nó mình té đi. Rồi cái con Black U cái khả năng là mình sẽ đổi sang con Jack Frost ấy. Không biết là có phải là ấy không. Có thể là mình ném cái khiên lửa đấy nhỉ. Đỡ được đấy. Để chúng ta không bị ăn hành luôn ngay từ đầu. Ô, mình giờ con này yếu quá ta. Con này là level cao hơn cả mình. Nhưng mà mình nghĩ là chắc vẫn đánh được người ta. Level 43 chắc là cũng vẫn đánh được. Con em nó bị giảm 2 phát rồi này. Mình quên mất đúng ra mình phải đánh. Ok, mình sẽ đánh cái chiêu này đi. Rồi thằng Jack Frost nó sẽ buff cái damage cho cả team ấy. Nhìn không được ấn tượng lắm nhỉ. Idunka. Nó giải đi bắp của nó. Ô phải. Lullaby này. Ngủ à. Mày có chiêu này khó chịu quá nhỉ. Tăng attack cho cả team này. Mẹ con này nó ngủ đấy mới đều. Ngủ mấy lượt rồi dậy thì bay bẹ màu rồi. Ui con này chết luôn á. Mẹ cha nó con chó ấy.
Con đĩ có chưa ngủ này khó chịu ấy nhỉ. Mẹ nó vẫn ngủ ấy. Trời ơi. Băng này. Mình đang có mẹ, chắc mình sẽ tăng cái này tránh cho team này. Ok, tăng này tránh cho team này. Phòng thủ chứ. Mẹ đúng cái điểm yếu ấy, con Artemis của mình dính đỉnh, điểm yếu lửa. Lại Lullaby ghét thế nhỉ, mẹ con chó này. Thì hóa ra là cái kỹ năng bựa con chó này là nó gọi là Lullaby. Mày mày con này nó block. Mẹ nó ngủ như điên như dại. Con này nó đánh ở đâu? Con này nó kháng lửa này. Quê ra quát. Con này vào đây. Let's go. Mẹ ngủ say vĩ tỉ. Lại Lullaby tiếp, ô phải lệnh. Đúng ra là đã bị dính Lullaby rồi không bị dính lại chứ. Bây giờ cứ kiểu cứ bị dính đấy khó chịu nhỉ. Mình gọi con nào ra đánh băng nhỉ. Con này yếu với lửa ra. Mấy con đánh băng thì lại yếu với lửa, con mẹ nó kiểu như nó ấy nhau ấy. Nên là mình nghĩ là nó hơi bị mất thời gian một tí thôi, cũng chẳng có gì lắm. Rồi em này vào thôi này. Vào slot đi em. Thế là hóa ra con này nó chỉ có cái chiêu lửa là nó là mạnh. Còn lại tương đối là phò. Mình đánh cái chiêu gian của nó vậy. Búp mẹ defend. Thế mày làm này ta. Thôi nó nhây mình nhây với nó vậy. Hay nhỉ, mẹ nó cứ thích đánh cái thằng Eligo của mình. Nó yếu với cái gì nhỉ? Hay mình đánh set hết bà đi. Nào mình có đánh băng này. 200 máu ấy. Thế giờ là cái con này nó không dậy vậy. Thế là mình đi từ mình re thôi mà. Mình chạc nó thôi mà. Mẹ ngủ như điên như dại. Nên nó đã giải cái debuff của nó. Thế chắc là mình sẽ tự boost cho bản thân mình. Con này khó chịu thế nhỉ. Ôi, tôi ghét con này quá. Bị chó này. Mẹ nó cứ cho bắt thần nhân mà chính mình ngủ như say như chó ấy. Gọi mẹ con này vào. Con bà gen ma rồi. Ui rồi. Yếu như không. Không đánh được cái điểm yếu vãi tè luôn. Làm để tránh đấy. Nên mình không hiểu sao con này nó cứ thích đánh con kia nhỉ. Khó chịu thật đấy. Đợi mấy thanh niên này ngủ dậy lâu vãi lành quá. Mẹ cái chiêu băng này tốn quá nhỉ. Là đúng ra mình phải đá nó trước ấy. Lại Lullaby mẹ. Khó chịu thế nhỉ cái. Đúng ra như cái phần trước là nếu mà nó đã bị dính Lullaby rồi là nó không dính nữa.
Con này bựa vãi lênh luôn. Giờ này mình xem con này nó có vãi nước độc không. Con này nó không. Nó điểm yếu là charm à. Mẹ cái ai này tốn cái này nhỉ. Thôi mình sẽ kích hoạt cái đi. Thôi đánh được bao nhiêu cứ đánh đi, không thì mất thời gian quá. Chết con mẹ. Con này ngủ ngủ mắt vẫn mở ấy. Mình chả biết xem mình thử đánh chiêu gen này. Bliss nè. 2 trên bộ kìa. Đây là khả năng shield này. Mẹ có đánh trước đấy chứ. Hạ cái đi mà. À là mình bị nó đánh cái ấy mới bảo sao. Mình xem nó có chiêu lửa to không. Nên nó có chiêu lửa 2 này. Nên cũng có khả năng là chúng ta bị dọn. Nhưng mà chúng ta có Eligo mà. Chả sợ gì. Né đi. Mẹ ngủ khó chịu quá. Phá con này kìa. Bro. Không cầm mõm con chó ấy được nhỉ. Bên ngay nó đánh chiêu lửa 2 của nó. Mình cũng hết mana rồi á, cũng phải lên. Còn chúng ta phải đổi con kia vào. Con hồi máu đấy. Nên con này nó hơi bị bựa đấy. Thôi, phải chịu rồi. Nên chúng ta có anh Eligo, anh Hit Down. Mình đang không biết là mình còn nên dùng cái Breath không? Hồi lại cho mình tìm. Cho mình đi. Không có ghi thằng này chết con mẹ trước. Mình thề con này ghét vãi lành luôn ấy. Được rồi. Chúng ta cứ thịt nó từng tí một thôi. Mẹ nó búp cái ấy của mình liên tục luôn. Con chó chết này. Bởi vì trên thực tế là nó có 3 lượt nó đi mà. Hoặc là 2 lượt nhỉ. Ôi, đúng là mình phải đổi con kia nó vào. Mẹ đánh cái con chó đấy sốt ruột thật đấy. Chắc cà rõ mà. Mà lúc nãy là cái thằng nhân vật chính của mình là nó không hồi... là MP ra. Chết con mẹ. Con này hồi máu kinh quá. Hồi nhiệt tình quá. Hai đứa kia đã ngủ đủ rồi mẹ. Bây giờ ai không ngủ nữa. Cho con King Fox này đi. Ơ? What the f... Còn mẹ nó thế mà nó né được. Thôi chết rồi, còn King Ford này chết luôn. Phải đài thế. Mẹ con này khó chịu thật đấy. Cái kiểu con chó này. Này khó chịu thật đấy. Không phải gì đâu. Đây có chiêu lửa không nhỉ? Con này kháng lửa đấy. Con này có hồi máu á, vào cho vào đây. Mẹ lại ngủ, mẹ chó. Chó bựa này. Em này ngủ say như chết.
ơi, ghét quá con chó này, còn chưa. Ủa chết, mình chết thành nhân vật chính luôn. Mẹ con chó này ghét thật đấy. Nên là đúng ra mình phải tích vào mình phang chết bà luôn đấy. Gọi là câm cái mõm vào của nó này. Hình như mình chưa nhớ nào nhỉ. Ok, để mình đi lại cái đoạn này.